Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại quá trình bóc hộp dòng Smart TV 4K 65 inch của Samsung. Mã hàng là 65NU7100. Cái này là Smart TV 4K mới nhất của Samsung ra mắt năm 2018, có độ phân giải 4K, màn hình 65 inch. Hiện tại thì NU7100 có các kích cỡ từ 43 inch, 43, 49, 55 cho đến 65 hoặc 75 inch. Hiện tại thì cái mã hàng 7001 thì trên phân khúc còn có cả mã hàng 7003, 7005. Thì về thiết kế cấu tạo thì có mỗi một dòng nó sẽ có các cái cấu tạo khác nhau. Đối với phụ kiện đi kèm của 65NU7001 thì bao gồm có chân đế, có bộ điều khiển, dây nguồn và pin. Đấy, các bạn để ý đây, chân đế của đời 2018 thì cũng sẽ tương tự. Tuy nhiên thì nó sẽ khác biệt một chút so với 2017 là nó là chân chữ V nhựa chống hai bên. Khá là dễ dàng để các bạn lắp khi mà các bạn có cái lỗ bắt ốc và đút theo cựa ở trên thân của màng. Đây, đi kèm có ở dây nguồn này, có điều khiển. Với dòng là NU7100 thì chưa sử dụng One Remote, nó sử dụng điều khiển bàn phím thông thường. Tuy nhiên thì đối với người cao tuổi hoặc là gia đình có trẻ nhỏ thì các bạn sử dụng cái điều khiển này sẽ dễ dàng hơn so với ở One Remote. Có dây kết nối của Commerlin, có bộ giá nhựa để bắt giá treo. Đặc thù lưng của TV Samsung nó có một cái độ vòng cung nhất định thì bắt buộc sẽ có vẻ bộ ốc đạm này. Thì khi các bạn treo tường lên thì các bạn mới có thể bắt phẳng được. Đấy thì có cả các anten rồi các bạn nhé. Đây, bây giờ tiến hành lắp chân đế cho là NU7100. Tất cả phụ kiện đi kèm thì bao gồm sẽ có cả đủ các cái bộ ốc. Mỗi một chân đế thì đi kèm gồm hai ốc đi kèm này ạ. Đấy thì chỉ việc đút vào theo cửa của là NU7100. Đây, hai rãnh ở hai bên và có thể bắt được ngay chân đế rồi. Và thiết kế của dòng này khá là đẹp. Ốp của nó lưng là ốp nhựa, tuy nhiên thì nó thiết kế là vân, không bám bụi, bám bẩn nhiều. Có khe tản nhiệt khá là lớn, tránh TV hoạt động lâu thì nó nóng lên. Các bạn để ý có bốn cái cái bắt ốc này thì khi các bạn treo tường thì các bạn sẽ bắt theo cái lỗ này, có thể cân bằng rồi. Hiện tại giá bán này là bao nhiêu nhỉ? 24.990 bảo hành chính hãng, 2 năm tại nhà. Trong 1 tháng đầu bạn dùng gặp lỗi, sản phẩm của nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay. Hiện tại mua trong thời điểm này thì các bạn đang được khuyến mại thêm cả cái bộ 3 ứng dụng chỉ dành riêng cho TV Samsung, ứng dụng giải trí khi mà các bạn kích hoạt bảo hành điện tử. Vấn đề kích hoạt bảo hành điện tử thì sẽ theo tên số điện thoại, theo cái đầu số 6060. Ngay khi mua hàng thì các bạn mua xong nguồn thì bên đại lý gốc bên Samsung sẽ nhắn tin gửi số điện thoại về cho các bạn. Đây, nhãn năng lượng, nhãn thông số kỹ thuật của 7100. Cái này thì mã hàng kiểu sản phẩm ạ, các bạn nhìn thấy không? Mã hàng kiểu sản phẩm. Công suất tiêu thụ 195W. Hiện tại thì các cổng kết nối của 7100 thì bao gồm có hai cổng USB, hệ thống cổng HDMI bên sườn. Việc chế tạo và tích hợp ở bên sườn như vậy thì giúp cho cái quá trình các bạn cắm các cái thiết bị ngoài nó sẽ dễ dàng và đơn giản hơn so với việc là để những cái cổng kết nối ở bên lưng, vuông góc với lưng. Đối với các cổng vuông góc đặt ở phía lưng thì khi mà các bạn cắm và TV để sát tường hoặc treo tường thì việc cắm các cổng kết nối nó cũng sẽ khá là khó khăn. Khi mà đặt sườn như vậy thì các bạn cảm giác là khi mà bắt TV treo tường hoặc các bạn để sát tường, sát kệ hoặc là tủ khó việc thò tay vào, thì việc để bên sườn này các bạn cắm các cái thiết bị ngoài nó sẽ là cực kỳ đơn giản. Cả cắm USB, cắm HDMI, cắm cổng anten bên sườn sẽ tiện hơn nhiều so với việc cắm vuông góc như vậy. Cái việc cắm vuông góc thì nó sẽ làm cho cái dây nó bị gập vuông,
sẽ khó khăn và dễ bị gãy đầu dây. Đây mình sẽ tiến hành xem cái demo. Tất cả dòng Smart TV mới 4K của Samsung khi khởi động sẽ có một cái màn hình nó như vậy. Chất lượng hình ảnh âm thanh khá là đẹp, sang trọng. Mã hàng này thì có giá khoảng 24.990, khoảng 25 triệu. Công suất tiêu thụ 195W. Hỗ trợ SmartThings. Đây là ứng dụng có thể là sử dụng điều khiển, sử dụng TV làm điều khiển. Hệ thống ứng dụng tích hợp của Low 7100 thì các bạn sẽ đợi chờ một chút, mình sẽ bắt đầu cài đặt và tiến hành. Đây là cái điều khiển của 71 này, không phải điều khiển Samsung. Ở cái clip mình giới thiệu con 55LU7.1 thì mình đã giới thiệu qua rồi, thì các bạn có thể hiểu đơn giản là đây là dòng Smart TV tích hợp đầy đủ các ứng dụng giải trí như Clip TV, FPT Play, nhạc của tôi Zing TV, có ứng dụng hát karaoke, home karaoke của Bến Thành Audio. Con này thì chưa có Bluetooth, chưa có thể kết nối tai nghe hoặc tay cầm chơi game. Tuy nhiên các bạn muốn kết nối âm thanh từ TV xuống thì các bạn có thể sử dụng cổng quang optical. Đối với âm ly thì các bạn sẽ phải sử dụng bộ chuyển đổi từ cổng quang xuống cổng audio out. Đấy, thì muốn xem rõ hơn về cái tính năng cũng như thông số thì các bạn có thể tìm lại trong danh sách của mình. Còn đây thì là ứng dụng giải trí mà mình sẽ tiến hành cài đặt. Khi bắt đầu khởi động TV mới thì các bạn sẽ chọn tiếng Việt, chọn châu Á. Nó hiện ra cái cổng cái lối này là sao, là các bạn cắm anten nào là các bạn có thể bắt được khoảng 60 kênh, đầy đủ các kênh của VTV, VTC. Các cổng HDMI 1.2.3 này nếu nhà mình dùng an viên, dùng VTC hoặc dùng ca cộng thì các bạn cắm các cổng này và truy cập các cổng là có thể xem được cái đầu đó. Đây, tiếp theo mình sẽ bỏ qua bởi vì TV đang để trên kệ và trưng bày trên quầy của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Bật wifi, màn hình to, giá rẻ, chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động rực rỡ, tích hợp đầy đủ các ứng dụng giải trí. Phân khúc 65 inch thì nó có cả 65 LU7100 nữa. Sau đó thì khác biệt so với con này là nó viền màu bạc, sáng bạc và có thêm tính năng Bluetooth. Chất lượng hình ảnh cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Kết nối không dây thành công. Đây mình đang bắt đầu tiến hành setup TV mới. Để có các bước khác nhau. Việc kết nối anten thì các bạn có thể là xem được các kênh truyền hình mà không phải xem qua mạng. Trong trường hợp mà nhà mất mạng, không có mạng thì các bạn nên dùng anten. Anten thì nó cũng khá là dễ dùng. Hệ thống kênh nó đầy đủ các cái kênh HD khá là đẹp. Đây, khám phá lại kho ứng dụng của LU7100. Tích hợp rất nhiều ứng dụng giải trí hay. Các bạn nhìn ạ. Có YouTube này, có FPT Play, có Clip TV, có Let's Click, Click Kim Cộng, Zing TV, Pocket, My TV LED. Có hệ thống game để các bạn có thể sử dụng tay cầm không dây để các bạn chơi ở trên TV. Có trình duyệt web để truy cập được các trang để đọc báo tin tức. Có thể sử dụng smartphone làm điều khiển cho TV. Các ứng dụng để giết thời gian, Smart View đây ạ. Hệ thống trò chơi với Samsung thì chạy hệ hành TVOS phát triển riêng bởi Samsung. Có sắp xếp các ứng dụng giải trí hoặc là menu trong cái kho ứng dụng cực kỳ dễ dàng cho các bạn tìm kiếm và quan sát. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn các cái ứng dụng để xem trường trực tuyến hoặc là lựa chọn game để giải trí. Có các ứng dụng dành cho trẻ nhỏ, có kênh giải trí dành riêng cho thiếu nhi. Đấy, thì với giá khoảng 24.990 thì đây là một trong những dòng 65 inch
được khá nhiều khách hàng lựa chọn và quan tâm trong cái thời điểm dịp Tết 2019 này. Thì trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn cần hỗ trợ tư vấn cũng như là hỗ trợ cách sử dụng thì các bạn liên hệ trực tiếp kênh của hệ thống siêu thị này, các bác gọi điện về hotline của siêu thị thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.